Hello tất cả anh em, lại là mình đây, Tuấn của Auto 89. Và hôm nay anh em thấy mình sẽ lên một clip giải mã anh em nhé. Đồ giải mã này và sẽ là clip đồ giải mã thanh lý cho anh em. Một cái mức giá rất là tốt anh em nhé. Đấy, sẽ một vài món đồ lẻ này, một cái túi da này. Đấy, một hai bộ dàn mini anh em nhé. Ok chưa? Thì hôm nay anh em mình lưu ý một chút là số điện thoại của mình, mà thằng em Sơn vẫn đang góc trái mình đây. Số điện thoại của mình là 0976663776. Số điện thoại của Sơn ở ngay bên cạnh là 0933332183 anh em nhé. Anh em quan tâm đến bất kỳ sản phẩm nào có thể alo cho mình hoặc Sơn để biết thêm chi tiết về sản phẩm. Bắt đầu từ những cái món đồ đầu tiên thì hôm nay sẽ có một con túi da anh em nhé. Và xin thưa với anh em, con túi da này thì sẽ là chất da xịn 100% cho anh em. Đấy, da thật anh em, nhìn cái thẻ da của nó này, nét căng chưa, đúng không? Đấy, và cái chất da của con này nhá, xin thưa với anh em, nó đều tăm tắp luôn. Hàng sẽ là hàng công ty bên Nhật, chưa đóng logo anh em nhá. Thiếu duy nhất một cái logo tròn ở đây này là nó sẽ ra thị trường với cho anh em. Con này nó sẽ có mấy ngăn? 1 ngăn, 2 ngăn, 3 ngăn. Đấy, và một ngăn phía sau này nữa là 4 ngăn tất cả anh em nhá. 4 ngăn tất cả. Miếng da cực kỳ liền lạc này. Đấy, anh em nhìn nét căng luôn bên trong này nhá. Các lớp lót nó làm này, đặc cấp luôn. Anh em yên tâm là để đồ trong này đi trời mưa thoải mái anh em nhá. Đấy. Quai sách có này, anh em nhìn quai sách có, các chốt đinh có và không một sợi chỉ thừa trên con này. Đấy. Các cái phần dây đeo, dây riếc nó làm rất là nét anh em nhá. Dây đeo anh em nhìn này, toàn bộ là dây rủ bóng hết. Toàn dây rủ bóng cao cấp luôn, thấy chưa? Đấy. Và Sơn sẽ đo kích thước con này bao nhiêu. Đây. Con này chiều ngang sẽ được khoảng tầm 25 phân anh em nhá. Và chiều cao chiều cao con này khoảng tầm 20 phân, 21 phân. Và hiện tại giá con này mình đang để cho anh em giá bao nhiêu? Hiện tại con này mình đang để cho anh em giá chỉ có 700 ngàn thôi anh em nhá. 700 ngàn cho mẫu túi này, ui chưa anh em. Và thằng em Sơn nó sẽ lên form cho anh em. Mẫu túi này ngày trước nó sẽ là 820 ngàn, bây giờ về cước tốt hơn rồi anh em. Giá tốt hơn rồi. Đấy. 700 ngàn anh em nhìn nhá. Đấy, thằng em Sơn nó đeo lên form túi rất đẹp anh em ạ. Đấy. Ui chưa? Và mình nghĩ là đây sẽ là những cái túi cuối cùng của đợt lô hàng của năm 2024 về anh em nhá. Gần như là năm nay thì sẽ hết. Bên kho bên kia báo là hết túi rồi anh em ạ. Từ giờ đến Tết chắc là chỉ còn độ khoảng tầm 1-2 chục cái nữa thôi, tầm tầm đấy thôi chứ không đến đến 100 cái đâu anh em. Rồi. Tiếp đến đây thì sẽ làm món đồ lẻ anh em nhá. Thì đầu tiên mình sẽ có mấy cái tai nghe để mình gửi đến anh em. Thì Sơn gặp anh cái. Thì đầu tiên mình gửi đến anh em thì chính là con tai nghe đến từ cái thương hiệu mà khá là quen thuộc với anh em mình. Đấy chính là thương hiệu Lenovo anh em ạ. Đây anh em nhìn nhá. Tai Lenovo, ui chơi anh em. Một trong số những cái thương hiệu sản xuất đồ máy tính khét là lẹt luôn. Đấy. Và con này thì nó sẽ là cái series cao cấp của thằng Lenovo, chính là thuộc cái phân khúc Think Plus anh em nhá, thuộc cái series sản phẩm Think Plus. Thì con này nó sẽ là dòng tai nghe Bluetooth có quàng cổ anh em nhá, sử dụng Bluetooth chuẩn 5.0 anh em nhá. Mới nói chung là Bluetooth cũng vào dạng gọi là cao cấp rồi. Đấy, chống sôi ù, chống nhiễu, chống các kiểu, các cái tiêu chuẩn của Qualcomm đều được tích hợp hết trên con này. Đấy, chống sôi ù, chống đứt quãng này. Và có cái giải mã AAC và ASP anh em nhé. Tiếp đến là các cái phần tăng giảm âm lượng trên con này. Đấy, nó sẽ được tích hợp vào đây. Đấy, mạch Bluetooth 5.0 tích hợp trong này. Và con này sẽ sử dụng cái chân sạc là chân sạc micro USB. Ngoài ra thì con này là nó là dòng sản xuất cho máy tính nên nó sẽ có một con mic rất là ngon anh em nhé. Con mic anh em mình đàm thoại dần như con này thì anh em có thể ví dụ như giáo viên thì có thể sử dụng con này để giảng dạy được anh em ạ. Sử dụng để giảng dạy được anh em nhé. Giảng dạy ví dụ như dạy học online thì nó giảng dạy được. Và cục pin con này ở nguyên bên này luôn. Pin này cực kỳ bền, pin này được khoảng tầm 8 tiếng nghe nhạc liên tục anh em nhé, hoặc sử dụng liên tục được 8 tiếng. Củ Hausen con này thì anh em sẽ nhìn thấy đây. Củ Hausen nó sẽ là củ hybrid anh em nhé. Anh em nhìn này. Đấy, nó sẽ bao gồm hai phần củ loa, tức là một công nghệ kép được tích hợp trong cái hộp cộng hưởng như thế này. Đấy. Ở bên dưới này thì sẽ là con sub bass và bên trên này thì sẽ là con toàn giải anh em nhé. Hai con này nó sẽ tạo thành một cái hộp cộng hưởng anh em ạ, hộp cộng hưởng, và nó sẽ cho ra chất âm gần như lên tất cả các giải tần anh em ạ. Nó gần như là khi anh em đeo vào nó sẽ như một cái bộ dàn cao cấp anh em mình nghe thôi anh em nhé. Nói chung là chất âm này thì khá là ngon. Cái phần này anh em có thể nhìn xuyên thấu bên trong này. Anh em sẽ nhìn thấy hai phần củ loa, mỗi củ là 6mm anh em nhé. Đấy, mỗi củ 6mm và hộp cộng hưởng trong suốt luôn, thấy chưa? Và quan trọng nhất là giá con này cực kỳ tốt anh em ạ. Giá hiện tại chỉ có 450 một chiếc thôi anh em nhé. 450 một chiếc, và đợt này mình về được 2 chiếc. Hàng sẽ là hàng mới tinh, chưa qua sử dụng nhưng mà về không có hộp anh em nhé. Hàng về không có hộp. Thật ra là cái hàng này là nó là hàng công ty nhảy ra. Nói như vậy cho dễ hiểu anh em nhé. Hàng về không hộp chứ không phải là mình mua trực tiếp ở siêu thị bên kia đâu. Siêu thị bên kia thì con này nó đang bán rơi vào khoảng 1 củ 8 anh em nhé. 1 củ 800. Nhưng mà hàng này là hàng công ty nhảy ra. Đấy, ok chưa?
Ở đây thì sẽ là một con tai nghe đến từ thương hiệu anh em nhìn Chanzo anh em nhá. Con này thì bán thuần nội địa bên Nhật và con này nó sẽ là hàng của thị trường Trung Quốc xuất cho thị trường Nhật anh em nhá. Nó là một trong số những tai nghe TWS này, sử dụng Bluetooth version 5.3 mới nhất bây giờ là AC to Water này. Tức là thiết kế rất để dễ để đeo lên tai anh em nhá. Nghe nhạc music thì từ 4 đến 5 tiếng nghe liên tục. Thời gian chờ thì sẽ là 50 giờ với cho anh em. Thời gian đàm thoại sẽ là 4 giờ với anh em mình đàm thoại, ví dụ như kiểu sử dụng để nghe gọi các kiểu đấy. Đây, các phần thông số ở hết đây anh em nhá. Đây, con này nó sử dụng con chip này ZL7023 anh em nhá, Jelly ấy. Đấy. Dung lượng pin thì sẽ là bao nhiêu đây? Từ từ đã, talk time, thời gian sạc sẽ là 1 giờ này. Đây, sử dụng chân sạc Type C này anh em nhá, sử dụng chân sạc Type C. Thời gian chờ cực kỳ trâu, 50 tiếng. Đấy. HK Chanzo Limited và nó sẽ là hàng made in China anh em nhá, anh em lưu một chút thế. Đây, và cái tem hàng chính hãng đây, anh em thể cạo chỗ ra để check series sản phẩm nhá. Cam kết hàng chính hãng. Bóc ra nhá. Con này thì mình mua đấu giá ở bên trên giao vụ của Nhật về anh em nhá, nên là nó khá là ngon đấy. Hàng về nguyên hộp mới này. Đây. Bên trong này thì sẽ bao gồm một cái dây sạc này anh em. Một đầu là Type C, một đầu USB anh em nhá, để sạc. Và con này thì nó sẽ có cái tai nghe nó đây này. Con tai nghe của nó thì khá là ngon anh em ạ. Mình đã kiểm thử chất âm này rồi, cực kỳ ngon luôn. Đây. Con này nó sẽ có cái phần bên dưới này là sẽ phần nhựa nhám anh em nhá. Bên trên thì sẽ là phần nhựa bóng. Đấy, nhựa bóng của nó có một cái đặc điểm nó sẽ là rất bóng và đẹp. Nhưng bù lại nó sẽ bám vân tay. Anh em lưu ý một chút như thế. Đấy, bản lề nó mở ra này. Gặp lại này, rất là khít anh em nhá. Anh em nhìn thấy cái độ hoàn thiện nó rất là khá là nét, mình đánh giá là khá là nét. Các phần thông số tiêu chuẩn châu Âu, Mỹ, Tàu in hết ở đây anh em nhá. Các tiêu chuẩn con này thì khá nhiều tiêu chuẩn. Đây, mở ra này. Đấy. Củ Hausen của nó thì đây anh em nhá. Củ Hausen ở đây. Đấy. Anh em sẽ nhìn thấy nó khá là giống con AirPods Pro anh em nhá. AirPods Pro đấy, AirPods Pro 3. Ok chưa? Củ Hausen này thì nghe nhạc cực kỳ căng, xin thưa với anh em. Nhiều lúc AirPods Pro mình nói thật là có khi mình đánh giá không căng mà con này. Con này nhiều lúc mình bật nhạc luôn xốp mạnh, mình cảm giác óc của mình nó rung bần bật luôn anh em ạ. Nhờ. Nó rung óc luôn anh em nhá. Tại vì nó đánh bass quá sâu anh em ạ. Đấy. Chất bát con này thì nó quá ưu thế luôn. Và mình nói thật là con này hiếm có một con nào mà đánh được bát căng như con này anh em nhá. Sao co thì nó đánh chất bát nó khác con này một chút anh em ạ. Tức là sao co đánh nó có cái độ bó nó hẹp hơn con này anh em nhá. Con này thì đánh nó âm trường, cảm giác nó rộng hơn, nó mở hơn. Và nó đánh cảm giác tai mình nhiều lúc ù cả tai luôn. Xin thưa với anh em, con này đánh cực kỳ hay anh em ạ. Giải mít nó cũng dày. Nói chung con này là một trong số những con tai nghe mình nghĩ trong tầm tiền thì hơi là bá đạo anh em nhá. Hơi bị bá đạo. Đấy, chất âm thì ngon, mà quan trọng nhất giá thì tốt anh em nhé. Hàng về full box như thế này anh em ạ. Đấy, hàng về full box như thế này mới cứng luôn, chưa qua sử dụng tại Việt Nam. Và xin thưa với anh em, mình để cho anh em chỉ có 850 thôi anh em nhé. 850 cho anh em đối với con tai nghe này thôi. Đấy, hàng gọi là hàng chính hãng luôn anh em nhé. Rồi, tiếp đến ở đây thì sẽ là con tai nghe đến từ thương hiệu Saucor. Và xin thưa với anh em, con này là con Saucor Liberty E2 anh em nhé. Anh em nào đã chơi dòng Saucor thì sẽ biết là con này là một trong số những mã hàng VIP của Saucor của Mỹ anh em nhé. Chất âm con này thì Sơn đánh giá là căng. Xin thưa với anh em là bình thường anh em nghe mà mình giới thiệu Saucor thì anh em mình sẽ hay giới thiệu đến giải bát trước đúng không? Nhưng mà con này thì mình xin thưa với anh em, nó cái phần lời nó quá trong đúng không? Phần lời con này thì phải nói là như thế nào nhỉ? Nó khó tả nhỉ? Nó ví dụ như kiểu anh em nghe cái bộ dàn thiên về lời như kiểu màng gỗ mà nghiếc đi. Nó như thế nào thì con này thì khả năng là anh em sẽ cảm thấy nó choang choang như vậy anh em nhá. Cái phần lời rất sáng tiếng ở trên con này. Đấy. Và thứ hai nữa, giải mid của con này thì cũng là một điểm đáng nói, mid thì dày. Bass con này thì nó đánh như những cái con Saucor thông thường, tức là đánh nó có cái độ dứt khoát và cái độ phổ của nó vừa đủ để anh em mình nghe những cái dòng nhạc low shop nó rất là căng anh em nhá. Và với những anh em nào nghe gọi là nhạc trữ tình hoặc là acoustic bolero thì con này nó chơi quá ngon cho anh em. Xin thưa với anh em, non stop con này cũng đánh ngon luôn. Nói chung con này không tha bất kỳ dòng nhạc nào anh em nhá. Chơi ngon tất. Con này có thể chỉnh được như hãng công bố là 66 chế độ equalizer ở trên máy anh em nhá. 66 chế độ equalizer ở trên điện thoại. Anh em chỉ việc cài ứng dụng Saucor vào là chỉnh chế độ equalizer thôi. Được chưa? Đấy. Ngoài ra thì con này nó sẽ sử dụng Bluetooth 5.1 anh em nhá. Bluetooth 5.1 ở trên con này kết nối cực kỳ ngon, không đứt quãng, khoảng cách 10 mét. Được chưa anh em? Pin con này thì nghe liên tục được khoảng tầm 5 đến 6 tiếng như hãng công bố, với cái mỗi lần anh em mình nhấc khỏi tai nghe khỏi hộp, ok chưa? 5-6 tiếng. Còn nếu như anh em mình
Để cả hộp sạc này thì anh em mình sẽ có khoảng tầm 25 tiếng để nghe anh em nhá. Đấy, cả hộp sạc này sẽ có 25 tiếng để anh em sử dụng, được chưa? Đấy. Và xin thưa với anh em, như anh em sẽ nhìn thấy củ Hausen con này ở đây. Đấy. Con này sẽ tích hợp với công nghệ chống ồn chủ động trong này, ANC và cả ENC trên mic luôn. Thế khi đeo tai nghe này vào, anh em mình gần như là anh em mình sẽ cảm giác mọi thứ xung quanh tự nhiên nó đang ổn anh em nhá. Khi anh em đi tàu xe nó đang ổn, đeo vào phát sập luôn anh em ạ, nó sập luôn, im ắng bất thường luôn. Đấy, đấy là cái tác dụng của cái chống ồn chủ động. Tại vì con này trên thân mỗi bên tai nó sẽ có 3 con mic anh em nhá. Đấy, 3 con mic giúp anh em mình, thứ nhất là chống ồn này, theo ANC, thứ hai là theo ENC chống ồn cho mic, anh em đàm thoại cực kỳ nét luôn. Đấy, ok chưa? Ngoài ra thì con này sẽ được trang bị một củ driver, nó sẽ là 1,2 cm anh em nhá. Đánh chất bass, gọi là con này dynamic bass, vánh rất sâu tiếng anh em ạ, rất sâu tiếng luôn. Cái màng loa anh em nhìn này, anh em nhìn thấy không? Màng loa mạ vàng anh em nhá. Nó thiết kế hình cánh hoa cực kỳ nét luôn. Ok chưa? Đấy, và cái đúng cao su này là đúng cao su chính hãng này. Anh em sờ thì nó mịn màng, dễ chịu, sờ nó gọi là như kiểu là mông em bé luôn anh em. Và xin thưa với anh em, con này thì cái hộp sạc ở đây, đây logo Saoco anh em nhé. Và dưới này sẽ sử dụng chân sạc Type-C và một cái nút ở đây, nút reset. Những lúc nào anh em mình thấy nó kết nối bất thường thì anh em mình có thể sử dụng nút reset này để reset lại cái tai nghe cho nó về trạng thái gọi là xuất xưởng đấy anh em. Thì anh em mình sẽ dùng lại bình thường anh em nhé. Đấy, và giá con này hiện tại bây giờ mình để cho anh em chỉ có một củ tròn thôi anh em nhé. 1 triệu tròn cho con tai nghe Saoco này, một trong số những con tai nghe mình nghĩ là nên chơi anh em ạ, một củ tròn. Rồi tiếp đến đây thì sẽ là đến series của các cục giải mã thanh lý của ngày hôm nay anh em nhá. Ở trong cọc số 01 thì đây là con Onkyo X7DV, và xin thưa với anh em đây là một cục mình bán cho anh em về chỉ để làm giải mã thôi anh em nhá. Tại vì MD với CD với DVD con này nó kén đĩa rồi, coi như bỏ anh em nhá. Con này nó sẽ có kết nối optical in vào để giải mã chuẩn 24 bit cho anh em, nghe chưa? Và khi con này giải mã thì nó giải mã bằng một con chip PCM được tích hợp trong hộp MD, nên là nó sẽ rất là ngon và con này nó bền lắm anh em, siêu bền luôn anh em nhá. Con này sẽ có cả giải mã 2.0, giải mã 2.0 và giải mã 5.1 anh em nhá. Đây, đây Sitte này. Đấy, và giải mã Tethered anh em nhá. Tethered này, dimensional này để phục vụ anh em giải mã 5.1, ví dụ như anh em phục vụ xem phim được này, phục vụ nhu cầu xem thể thao này, xem thời sự này, đúng không? Nó đều ok cho anh em, biết chưa? Và cục dàn anh em nhé, cục dàn này sẽ rất là nặng, nặng gần chục cân, và xin thưa với anh em, cục dàn sẽ đánh 4 con sò MOSFET. Đấy, anh em mình hoàn toàn phang tốt những cái cặp loa khoảng tầm bát đến 20 đến 25 cm bằng cục dàn này được, biết chưa? Anh em mình về hoàn toàn có thể phang trực tiếp loa vào cục này, hoặc là xuất tín hiệu giải mã ra những cái bộ dàn âm thanh ở nhà của anh em mình có sẵn. Cục này chỉ mang tính chất là giải mã thôi anh em nhá. Cục đánh khá là ngon đấy. Phía sau anh em nhìn này, công suất là 65W điện nguyên bản 100V và made in Japan cho anh em luôn anh em nhá. Hỗ trợ kẹp loa full giải trở kháng từ 4 đến 16 ohm với cho anh em. Các cổng kết nối line in vào ra đầy đủ và có xanh đỏ tím vàng phục vụ config thành bộ dàn 5.1, kẹp anten FM nghe đài, xuất video này. Đây là xuất optical in và out phục vụ anh em giải mã 24 bit, các tiêu chuẩn châu Âu tích hợp như nắng mùa xuân anh em nhé, như nắng mùa xuân chứ không phải nắng mùa hạ nữa. Đấy. Và quan trọng nhất là cục này giá hiện tại bây giờ mình để cho anh em giá bao nhiêu. Cục này thì bình thường mà chạy full chức năng thì cục này rơi vào 2.200.000. Cục này CDMD bỏ bán cho anh em về làm giải mã một củ tròn anh em nhé, 1 triệu tròn cho cục này với cho anh em X7DV, với chưa, một củ tròn. Tiếp đến bên dưới này thì sẽ là mã Onkyo V7 anh em nhé. Đây sẽ là một cái mã gọi là cao cấp thuộc đầu V của thằng Onkyo cho anh em. Và xin thưa với anh em, cục này là một cái cục cuối cùng của thằng Onkyo mà anh em mình có thể chỉnh bass chép trực tiếp trên mặt. Bass chép này, ok chưa? Chế độ super bass trực tiếp trên mặt luôn. Đấy. Chức năng con này sẽ bao gồm này, đầu tiên là chơi MD đọc ghi tốt anh em nhé. Chơi CD thì CD con này chạy mắt 213 nên cũng sẽ cực kỳ bền cho anh em, nghe chưa? Đấy. FM đủ 108, dò full đài Việt Nam trên mã này và dò trực tiếp trên mặt luôn. Đấy, AM thì tất nhiên là full giải rồi anh em nhé. AM tất nhiên full giải. Và với cái dòng V77 này, 4 con sò than vẫn được trang bị trên con này, đánh tốt những cặp loa bass khoảng tầm 25 cm trở về với độ chi tiết rất là cao. Anh em nhìn đúng volume nó này, toàn bộ kim loại hết anh em nhé. Toàn bộ kim loại hết, nghe chưa? Vùng vách con này thì rất là đẹp anh em nhé. Công suất con này thì sẽ là 55W anh em nhé, và made in Japan này, anh em nhìn thấy không? Made in Japan. Đấy. Hỗ trợ kẹp loa trở kháng từ 4 đến 16 ohm. Đây sẽ là đường đánh súp điện ao này. Kẹp anten 5mm phục vụ anh em nghe đài này.
các đường kết nối line in out đầy đủ, optical in phục vụ giải mã 24 bit đây anh em nhé. Và con này nó sẽ có cái đường processor để phục vụ anh em ngắt mạch equalizer của máy ra, đấu equalizer ngoài vào đấy, hoặc anh em mình lấy cái đường tín hiệu bên trên này làm đường rè ra những thiết bị ở nhà của anh em mình. Ôi chơi anh em đấy. Và quan trọng nhất của giá của cục này thì nó vẫn sẽ tương đối cao hơn so với những cục khác một chút anh em nhé. Giá hiện tại cục này 1.700.000 đối với anh em, Onkyo V7 anh em nhé, một củ 7. Tiếp đến bên dưới này thì sẽ là một con Onkyo V5. Và xin thưa với anh em, chức năng con này sẽ bao gồm cái gì? Đầu tiên con này sẽ đọc ghi MD rất ngon anh em nhé, ok luôn. Đấy, CD con này thì xin lỗi anh em, nó hơi kén đĩa rồi anh em ạ, hơi kén đĩa, coi như là bỏ CD đi. Đấy, kết nối điện thoại, máy tính, TV đầy đủ trên mã này anh em nhé. Giải mã 24 bit của những cái mã Onkyo V, đầu V thì rất hay rồi. V5 cũng là một trong số những cái mã mà giải mã cực kỳ ok. Chỉnh bát chép trực tiếp trên mặt, bát này, chép này, đấy, super bát trực tiếp trên mặt cho anh em luôn. Ok chưa? Đấy, và cục này cũng sẽ đánh tốt những cặp loa bát 25cm trở về cho anh em với 4 con sò than được trang bị như thế này. FM đủ 108, dò đài trực tiếp trên mặt, AM full giải, ok chưa? Đấy. Công suất con này thì sẽ là 52W điện nguyên bản 100V và tất nhiên cũng made in Japan cho anh em luôn. Nghe chưa? Hỗ trợ kẹp loa phun giải trở kháng từ 4 đến 16 ohm, phun giải chưa? Rồi, kẹp anten FM phục vụ nghe đài, các đường kết nối line in out đầy đủ và con này nó sẽ có optical in phục vụ giải mã 24 bit cho anh em nhá. Nghe chưa? Và giá con này hiện tại mình đang thanh lý cho anh em chỉ có 1.200.000 anh em nhá. Onkyo V5 1.200.000 cho anh em. Ok chưa? Rồi. Bên trên cục này thì đây sẽ là cái cột số 02 và cục bên trên này sẽ là cục Onkyo NFR7 anh em nhé. Nó là một trong số những cục đời cao của thằng Onkyo mà chơi Bluetooth luôn. Với những em nào thích chơi Bluetooth thì đây là một lựa chọn rất ok cho anh em. Cục này thì xin đưa với anh em, nó có cả chứng chỉ Hi-Res rồi anh em nhé. Chứng chỉ Hi-Res. Hôm nọ cái ông nào ông bảo là Hi-Res, ông thắc mắc với mình ở trên kênh, đúng là ông ấm mớ, chả hiểu cái gì. Xin thưa với anh em, Hi-Res là bây giờ thì nó được các chuyên gia về âm thanh cho nó là gọi là nó là một cái chuẩn về tiêu chuẩn về âm thanh rồi, chứ nó không phải là một định dạng nữa anh em nhé. Ngày xưa thì có thể nó định dạng Hi-Res, tức là nó sẽ đại diện chung cho những cái file nhạc DSD hoặc file nhạc lossless ấy, thì nó sẽ gọi là Hi-Res. Nhưng mà đến bây giờ thì nó là một cái tiêu chuẩn của âm thanh. Ví dụ những cái bộ dàn mà giải mã chuẩn, ví dụ 24 bit, 32 bit anh em nhé, mà tiêu chuẩn Hi-Res rồi, nó cao cấp này, nó bị này, đường sóng xin nó rất là mịn như này anh em nhé, thì nó sẽ được đóng cái dấu Hi-Res, tức là tiêu chuẩn cao cấp mà cao hơn cả CD rồi anh em nhé, thì nó sẽ được đóng cái mác là Hi-Res vào, và nó là một trong số những tiêu chuẩn gọi là tiêu chuẩn cao cấp về đồ âm thanh rồi anh em nhé, không phải bàn. Những cái đấy thì anh em mình có thể search sẵn sàng ở trên Google, nó có rất nhiều, anh em mình có thể tham khảo trên đấy. Trước khi comment ở dưới video thắc mắc thì anh em mình nên tham khảo Google đã. Nhiều ông không biết, chả biết là tìm kiếm thông tin kiến thức ở đâu, cứ lên viết lung ta lung tung, mình chán chả buồn nói. Ông kiến thức chán lắm. Tôi thật, ông chả tìm hiểu gì cả. Chán là muốn chết. Đây. Đây sẽ là con Onkyo NFR7 anh em nhá. Đấy. Thì con này xin đưa với anh em, nó sẽ có một cái vết cấn ở trên mặt do vận chuyển về anh em nhá. Nhưng bù lại con này nó sẽ là dòng đời cao và mình sẽ xin phép thanh lý cho anh em với mức giá rất là tốt. Đầu tiên nó sẽ là chơi thẻ nhớ anh em nhá. Chơi nhạc trực tiếp từ thẻ nhớ này. Đấy. Chơi Bluetooth anh em nhá. Đây, có nút Bluetooth ngay mặt trước luôn. Đấy cho anh em. Đấy. Bluetooth luôn. CD con này sẽ đọc cực kỳ ngon anh em nhé, CD chạy Masaniel cực kỳ bền, gần như là bền vĩnh viễn thôi. Chơi cả MP3, chơi cả WMA, vui chơi anh em. Đấy. USB con này thì sẽ đọc được cả những file nhạc FLAC anh em nhé, file nhạc DSD con này đọc được hết, vui chưa? Tại vì con này nó đã được đóng cái tiêu chuẩn Hi-Res Audio rồi. Và như hãng công bố thì mình nhớ không nhầm là con này nó có giải mã 32 bit chứ không còn là 24 bit nữa rồi. Anh em có thể tham khảo tài liệu về con này anh em nhé, để anh em biết được con này sử dụng cái đang sử dụng con giải mã tiêu chuẩn PCM 32 bit không phải là 24 bit nữa anh em nhé. Đấy. Và con này thì nó sẽ giải mã cổng quang các thứ đầy đủ hết anh em nhé. Giải mã cổng quang này đầy đủ này, có cổng USB kết nối máy tính nhận làm sao cạc rời này, không thiếu bất kỳ cổng nào anh em ạ. Và hoàn toàn anh em mình có thể xuất những cái đường tín hiệu out của con này ra những thiết bị âm thanh ở nhà để anh em mình sử dụng anh em nhé. Thì con này mình nghĩ nó là một trong số những cái mã mình rất nên chơi. Chơi thẻ nhớ, chơi USB, chơi Bluetooth anh em ạ. Giải mã optical in, vui chơi anh em. Và con này nó sẽ có cái đánh cấu hình thì vẫn như những con Onkyo khác, là sẽ đánh 4 con sò MOSFET anh em nhé. Với phần công suất của nó thì khá là lớn đấy. Và riêng con này thì sẽ phang tốt những cặp loa bass 25cm trở về.
và phang căng luôn chứ không phải phang đùa anh em nhé. Công suất phía sau này, công suất âm ly sẽ là 55W điện nguyên bản 100V và là dòng đời cao rồi, sẽ made in Malaysia anh em nhé. Hỗ trợ kẹp loa trở kháng từ 4 đến 16 ohm. Optical in sẽ có hai đường luôn, hai đường optical in. Đấy, một đường PC này, có USB này, kết nối máy tính nhận làm sao cả rời này. Kẹp anten FM phục vụ nghe đài này. Đây sẽ là đường xuất điện out. Các đường kết nối line in line out anh em nhá. Đây là cổng out bên trên này anh em mình sử dụng để xuất tín hiệu giải mã ra thiết bị bên ngoài anh em nhá. Ok chưa? Và quan trọng nhất mức giá con này là bao nhiêu? Bình thường con này nhá, mà nếu mà nó không có vết này, xin lỗi anh em, 3.800.000. Được chưa anh em? Nhưng mà có vết này mình xin phép thanh lý cái cục này cho anh em, giá chỉ có 3 củ tròn thôi anh em nhá. 3 củ tròn cho cục này. Và thậm chí nhiều anh em bán cục này còn hơn 4 triệu cơ. Mình xin phép thanh lý trên video này, cục này chỉ có 3 củ thôi anh em nhá. Hàng VIP anh em ạ. Có Bluetooth luôn. Được chưa? Tiếp đến bên dưới này thì sẽ là con Onkyo N9X. Và nhắc đến thuộc series 9 thì mình chắc là cũng không phải nói nhiều rồi, đúng không anh em? Series 9 thì không phải bàn nữa anh em nhá. Series 9 nó rất là ngon anh em ạ. Nó cái độ căng của nó thì nó siêu căng cho anh em luôn nhá. Mặt của nó là mặt nhôm hết này, anh em nhìn này, form 9 nét nè nẹt luôn. MD con này đọc ghi tốt luôn, mặc dù chơi 2MD nhưng mà đọc ghi tốt. Anh em lưu ý một chút là 2MD nó vẫn sẽ có đĩa đọc, có đĩa không anh em nhá. Lưu ý một chút như thế. Cái công nghệ gọi là cái đĩa nén của thằng 2MD này nó rất là kỳ cục anh em ạ. Đấy. Nó cứ có đĩa trời có đĩa không, mình chưa thể giải mã được cái nguyên nhân. Những con nào mà nó không tích cho ghi chữ 2MD, ví dụ như những con này này, đây anh em nhìn này thì nó rất ok. Nhưng có ghi chữ 2MD này, anh em nhìn hi em đi này, là cái đĩa ném của MD anh em nhá, thì nó sẽ có đĩa đọc có đĩa không. Chắc là công nghệ mắt của nó mới rồi, nó có những cái đĩa MD đời cũ anh em đút vào nó sẽ không chơi được anh em nhá. Rồi, CD con này sẽ vẫn chạy mắt 213 cực kỳ bền luôn, đọc nét căng anh em ạ, nét căng luôn. Tích hợp trong con này sẽ là công nghệ D-Link 2 và băng tần Wired độc quyền của hãng Onkyo tích hợp trên con này anh em nhá. Giải mã 24 bit ở con này thì sẽ có một cái chất âm mình sẽ đánh giá nó sẽ tương đương như anh em mình giải mã từ CRD1D2, giải mã chuẩn PCM, chất tiếng rất căng luôn. Và cục dàn này xin thưa với anh em, nếu mà anh em nào mà đã chơi đánh loa trực tiếp, cục này sẽ đánh tốt cả những cặp loa bass 30cm anh em nhá. Với cái dàn sò MOSFET của nó đánh siêu căng luôn anh em ạ, con này đánh căng. Riêng series 9 không phải bàn anh em nhá. Đèn hát xanh này, núm này tiện CNC này, rất nét luôn. Thùng vách nhá. Công suất con này thì sẽ là 50W anh em nhá. Điện nguyên bản 100V và made in Japan cho anh em. Đấy, hỗ trợ kẹp loa trở kháng từ 4 đến 16 ohm, xúc điện out này. Đấy, kẹp anten FM phục nghe đài này, các đường kết nối line in out đầy đủ và sẽ có optical in và out phục vụ giải mã 24 bit anh em nhá. Và giá con này hiện tại bây giờ mình đang để cho anh em bao nhiêu? Onkyo N9X mình đang để cho anh em giá chỉ có 2.500.000. Với chưa anh em? Ngày xưa con này là 3.200.000, bây giờ con này chỉ có 2.500.000 thôi anh em nhá. Onkyo mà anh em lưu ý một chút là đầu series 9 nhá, không phải đầu 7 đâu. Cuối cùng ở trên video này thì sẽ là Onkyo X7A anh em ạ. Con này thì anh em sẽ nhìn thấy màn hình xanh, cái dòng màn hình xanh đời đầu tiên của thằng Onkyo luôn. MD đọc ghi ngon anh em nhá, đọc ghi tốt. CD chạy mắt 213 cực kỳ bền luôn. Tiếp đến là công nghệ D-Link 2 được tích hợp sẵn với con này, và băng tần Wired độc quyền cũng được tích hợp trên con này luôn. Với cho anh em đọc con này nó sẽ có là sẽ giải mã chuẩn 24 bit, một trong số những con mà giải mã kinh điển xếp cùng chiếu với cả Onkyo X7 anh em nhá. X7A là bản nâng cấp và nó sẽ siêu bền luôn. Giải mã con này thì cũng khá là ổn anh em ạ, giải mã cũng vào dạng chiếu trên rồi. Nói chung là nhiều anh em cứ hỏi có hay bằng mấy cục tàu 48 bit với cả bao nhiêu bit không, thì xin thưa với anh em 48 bit các thứ của Trung Quốc thì vứt mẹ đi luôn anh em ạ. Mấy cục đấy, cục bằng bao diêm này vứt đi luôn. Cục toàn cục ghi bố lão lấy đâu ra 48 bit rồi liên thuyên. Phía sau cái tem này nó bong mất anh em nhá. Cái tem bong mất bỏ đi. Con này dòng này 100% made in Japan, con này cũng vậy. Kẹp loa hỗ trợ loa trở kháng từ 4 đến 16 ohm, xúc điện out có này, optical in và out phục vụ giải mã 24 bit này. Kẹp anten FM, các đường kết nối line in out đầy đủ anh em nhá. Và đây nó sẽ là đường processor để phục vụ anh em kết nối với cả gọi là equalizer kết nối ở ngoài vào anh em nhé. Được, rút cái này ra, cắm equalizer ở ngoài vào được. Được chưa? Còn này em lấy đường tín hiệu rè ra. Và con này hiện tại bây giờ mình đang để cho anh em là 1.400.000 anh em nhé. Onkyo X7A. Được chưa anh em? Đấy. Thì đấy là cơ bản về mấy cục giải mã anh em nhé. Anh em nào chốt cục nào thì chụp ảnh màn hình lại, gửi video gửi ảnh qua Zalo cho mình để chốt cho đỡ bị nhầm với những sản phẩm khác anh em nhé. Tiếp đến bên này thì anh em mình sẽ nhìn thấy đây là một bộ dàn cao cấp của thằng Denon. Anh em nhìn này, đấy, bộ này có đẳng cấp không? Đúng không? Nét này nẹt luôn. Con này chính là con Denon MG33, một trong số những cái mã rất kinh điển của Denon anh em nhá. Đấy, mình xin phép giới thiệu chi tiết về bộ dàn như sau. Cục dàn thì nặng như đá luôn anh em ạ.
nặng khoảng tầm gần chục cân với cục giàn này luôn. Đấy, MD đọc ghi rất là ngon anh em nhá. CD chạy mắt 213 siêu bền bỉ luôn. Dòng này thì siêu bền luôn, chưa thấy một con nào hỏng cả anh em ạ. Đấy, bên trên này anh em nhìn này, nhôm nó dày này mà, đúng không? Nhôm mặt trước siêu dày luôn anh em nhá. Chỉnh bát chép trực tiếp trên mặt này, super bát này, bát này, chép này, ok chưa? Và chế độ direct như một đi chuyên nghiệp luôn. FM con này sẽ đủ 108 anh em nhé, dò full đài Việt Nam và dò trực tiếp trên mặt luôn. Đấy, con anh em nào muốn nghe đài thì cứ chơi những con Denon này, nó siêu bền luôn anh em ạ, nó siêu bền luôn anh em nhé. Giải mã chuẩn 24 bit con này thì cực kỳ hay, giải mã đúng tiêu chuẩn PCM luôn. Kết nối thiết bị bên ngoài qua đường gọi là pop thu in, mặt trước này sẽ có mạch rè anh em nhé, sẽ nó giúp anh em mình nâng tiếng lên cho chất âm nó hay hơn. Và Denon nó có một cái đặc sản đấy chính là đặc thả sản về âm mid anh em nhé, giải mid Denon nó dày lắm. Anh em mình nghe những giọng ca sĩ mà gọi là acoustic mà thiên về nhạc của nam ấy thì anh em sẽ thấy cái độ dày của nó rất là căng anh em nhé. Nhạc lời nó nghe bao phê cho anh em luôn, nghe chưa? Đấy, kết nối điện thoại, máy tính, tivi đầy đủ trên mã này, không thiếu bất kỳ chức năng gì anh em nhé. Cục dàn thì sao? Cục dàn anh em sẽ nhìn thấy nhá, nó sẽ đánh một cái cặp loa, được trang bị một cặp loa bát đường kính là khoảng tầm 15 cm, nếu mà tính cả viền thì con này phải là 16 anh em nhé. Gân cao su zin, nghe chưa anh em? Màng sẽ là màng carbon anh em nhé, núm carbon cũng cực kỳ to luôn. Bên trên này thì sẽ là con chép đôm từ neo của thằng Denon anh em ạ. Và con thụt hơi mặt trước nó cho âm bát đánh cảm giác bạo lực trên con này luôn. Thùng vách con này thì rất là đẹp anh em nhé. Loa trong một trong số những cái dòng loa to của dàn mini. Công suất con này thì sẽ là 50W và trở kháng 6 ohm, một cặp sẽ là 100W. Anh em mình sẽ chơi tốt ở những cái phòng diện tích khoảng tầm là 40m² trở về anh em nhé. Công suất cục dàn thì sẽ là 55W điện nguyên bản 100V. Đây là đường hỗ trợ xúc điện ao này. Kẹp loa hỗ trợ loa trở kháng từ 6 đến 16 ohm này. Đấy, kẹp antenna FM nghe đài này. Đấy, optical in phục vụ giải mã 24 bit anh em nhé. Các cái đường kết nối line in lao đầy đủ với chưa anh em. Và dây nguồn thì cực kỳ to. Những con Denon nó làm cục dàn nó rất là đầm anh em ạ. Và quan trọng nhất là mức giá con này thì bây giờ hiện tại mình để cho anh em giá cả bộ là 3.800.000 anh em nhé. Cho bộ Denon MG33 này. Mình sẽ play thử nhạc cho anh em nghe chất âm nhá. Và tất nhiên những cái bộ dàn bên mình đều bảo hành 1 năm tất cho anh em, nghe chưa? Rồi. Thông reo có còn nhà nhà buồn bên rừng bên suối bên hồ, đô thành còn vui như ngày xưa, lâu rồi mà anh chưa về thăm cô em gái nhỏ của ngày nào, năm nay sắp sửa để vào đời, bây giờ đang tập làm thơ. Ngày xưa mà em còn nhớ gần anh. Ok chưa anh em? Riêng chất âm Denon thì khỏi bàn rồi anh em nhé. Rất hay. Giá hiện tại cả bộ 3.800.000. Đấy. Và tiếp đến bên này thì xin thưa với anh em, đây sẽ là gì? Đây sẽ là một cái mã gọi là cũng khá kinh điển của thằng Panasonic anh em ạ. Con chính là con Panasonic PM700MD anh em nhá. Đây là một trong số những bộ dàn nó thiết kế rất đẹp cho anh em luôn. Anh em nhìn thấy không? Thiết kế này. Đấy, nét đèn nẹt luôn. Đấy. Màn con này sẽ toàn bộ khu trên này anh em sẽ là gương nhá và nó hiển thị rất là rõ nét. Anh em nhìn thấy không? Nét đèn nẹt luôn, đúng không? Chức năng của con này sẽ bao gồm này, đầu tiên con này sẽ có một hộp cassette bên trên này anh em nhá. Tiếp đến là MD mặt trước này. 5 khay đĩa CD. 5 khay đĩa CD hoạt động hoàn hảo, ok chưa anh em? 5 khay CD. Đây mình sẽ ấn thử check cho anh em xem cái CD check này. Anh em bấm nút check này sẽ nó lòi hết cái đĩa rồi anh em mình kiểm tra bên trong nó có đĩa nào. Anh em thấy không? Đấy, ok chưa? À, bấm CD vào. Đấy. Và con này sẽ có một cái vết xước ở cái mặt này anh em nhá. Với một vết xước ở đây. Và CD con này sẽ đọc được cả đĩa MP3 và WMA. Ok chưa anh em?
kết nối điện thoại, máy tính, tivi đầy đủ trên mã này. Rồi. Ngoài ra thì xin thưa với anh em, cái mã với những cái máy cỏ này mình sẽ bao cho anh em tất cả các chức năng ngoại trừ là cái cassette với cái MD, tại vì mình không thời gian dọn anh em nhé. Các chức năng còn lại thì hoạt động hoàn hảo, kết nối điện thoại, máy tính, tivi ok này, chạy CD ok này, biết chưa? Rồi. Cấu hình loa thì xin thưa với anh em, bộ này sẽ chơi cái loa hai cầu anh em nhé, tức là bát và chép là hai cầu riêng biệt. Đấy, anh em mình sẽ có một con loa mà bát chép rất tách bạch anh em nhé. Ngoài ra thì sẽ có chân định hướng này, hãng có thiết kế một cái chân định hướng, anh em mình sẽ có một cái nó vát ra phần đằng trước này anh em nhé. Loa thì sẽ được trang bị một con loa bát đường kính sẽ là 11 cm, gân cao su zin, màng carbon, núm kim loại anh em nhé, núm này là núm nhôm. Bên trên này thì sẽ là con đôm đường kính khá là lớn này, con này khoảng tầm 5 cm, màng này sẽ là màng nhựa từ kép toàn bộ anh em nhé, đánh cực kỳ sáng tiếng. Con này phần lời của nó phải nói là nó cũng đặc cấp đấy, không phải đùa đâu. Phía sau đây đấy, công suất con này thì như ở đây sẽ là ghi là 40W cho giải thấp và 40W cho giải cao. Vậy 80W một chiếc rồi. 80W một chiếc này anh em ạ. Đấy, một cặp sẽ là 160W anh em nhá. Thụt hơi cực kỳ to luôn. Đấy, và con này nó sẽ chơi tốt ở phòng diện tích khoảng tầm 40m2 trở về anh em nhá. Công suất của cục dàn thì là bao nhiêu? Công suất cục dàn sẽ là 54W điện nguyên bản 100V. Hỗ trợ kẹp loa anh em nhìn này. Loa hai cầu đến mỗi bên loa sẽ là 4 dây anh em nhá. Nào, một hàng này sẽ là một loa, hàng dưới một loa, được chưa? Kết nối thiết bị bên ngoài qua cổng aux này, kẹp anten FM phụ nghe đài này, sẽ có cổng PMD nữa anh em nhé. Cổng này nó sẽ có giải mã qua tín hiệu đồng trục, ok chưa anh em? Giải mã số qua tín hiệu đồng trục. Đấy. Và bộ này hiện tại bây giờ thì mình để cho anh em cả bộ chỉ có 1.300.000 anh em nhé. Một củ ba cho bộ này, ok chưa anh em? Chất âm ngon, giá thì tốt. Và thành đô em gửi đi qua miền rừng cao nguyên về anh, cao nguyên có còn lành vào hồn, thông reo có còn nhà nhạt buồn, bên rừng bên suối bên hồ, đô thành còn vui như ngày xưa. Lâu rồi mà anh chưa về thăm cô em gái nhỏ của ngày nào, năm nay sắp sửa để vào đời, bây giờ đang tập làm. Ok chưa anh em? Một bộ dàn đánh mình nghĩ là nó là một trong số những cái mã dàn mà đánh trong cái tầm tiền 1.300.000 thì cũng rất hay rồi anh em nhá. Nhưng mà nó vẫn chưa là gì so với cả bộ đắt cấp 3 lần tiền này được. Đen ông đánh nghe nó đẳng cấp hơn anh em ạ. Phải nói là bộ đen ông đánh nó, khi mà mình bật hai con mà cùng một đĩa CD, nghe cảm giác bộ này nó đuối hơn hẳn anh em nhá. 1.300.000 nó đuối hơn cái con 3.800.000 này. Nếu mà bảo nó đuối hơn gấp 3 lần thì không đúng, nhưng mà nó đuối hơn anh em nhá. Đấy. Ôi chưa? Con này thì sẽ là 1.300.000. Mã bên này là 3.800.000 anh em nhá. Và video ngày hôm nay thì mình được xin phép được kết thúc ở đây thôi. Hẹn gặp lại anh em những clip tiếp theo. Chúc anh em một buổi tối thật là vui vẻ bên gia đình và xin chào anh em.